muốn rời nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc, có thể chuyển sang Việt Nam. Cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do vậy, nhiều hãng công nghệ Mỹ đang tìm cách chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, để tránh hàng rào thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Hãng sản xuất thiết bị đeo thông minh Fitbit cho biết bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, hãng sẽ ngừng sản xuất đồng hồ thông minh và vòng đeo theo dõi sức khỏe tại Trung Quốc và sẽ tìm đến các quốc gia lân cận để đặt nhà máy sản xuất hiện fitbit vẫn chưa công bố những nước nào mà hãng đang cân nhắc để đặt nhà máy sản xuất nhưng việt nam được cho là một trong những điểm đến tiềm năng nhất trong khi đó tai một hãng sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng của mỹ cũng cho biết chuyển dây chuyền sản xuất các thiết bị của mình từ trung quốc sang một quốc gia khác vào tháng trước các sản phẩm của tai đều được sản xuất tại trung quốc nhưng đã bị dính thuế nhập khẩu từ chính sách thuế quan mới của chính quyền tổng thống trump với các sản phẩm sản xuất tại trung quốc cg prober cho biết với tình trạng hiện tại tai sẽ chuyển nhà máy sản xuất sang một quốc gia khác và đang cân nhắc giữa các quốc gia, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Mexico và thậm chí có thể chuyển về sản xuất tại Mỹ. Hiện tại đang cử một đội ngũ các chuyên gia đến các thành phố khác nhau để đánh giá về cơ sở sản xuất để có thể đặt nhà máy sản xuất. Trước Fitbit và Tai, nhiều hãng công nghệ lớn khác cũng đã tháo chạy khỏi Trung Quốc để chuyển nhà máy sản xuất đến các quốc gia khác để tránh thuế nhập khẩu của Mỹ. Năm ngoái, hãng máy ảnh GoPro cho biết sẽ chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất sản phẩm của mình khỏi Trung Quốc để tránh các loại thuế quan có thể được áp đặt. Hồi tháng 8 vừa qua, Inventec, hãng lắp ráp laptop cho HP, cũng cho biết sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp các sản phẩm dành cho thị trường Mỹ khỏi Trung Quốc để tránh bị đánh thuế.